Tập đoàn Kim Oanh, hợp tác NTT, Urban Development, Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi Co. Ltd. đến từ Nhật Bản để phát triển The One World, một khu dân cư rộng 50 hectare tại Bình Dương. Nishi Nippon Railroad cũng đến từ đất nước mặt trời mọc, đã mua lại 25% cổ phần dự án Paragon Đại Phước rộng 45,5 hectare từ tập đoàn Nam Long. Đây là một số thương vụ M&A bất động sản nổi bật trên thị trường Việt Nam trong quý 2 2025, theo Savills Việt Nam. Báo cáo của đơn vị này ghi nhận một số thương vụ đầu tư lớn trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp và nhà ở. Cụ thể ra sao? Xin mời quý vị xem tiếp trong video này nhé! Theo ông Troy Griffiths, Phó Giám đốc điều hành Savills, những thách thức kinh tế có thể vẫn tiếp diễn trong quý 3. Trong bối cảnh sức mua toàn cầu yếu, căng thẳng về chính trị và áp lực lạm phát, nhưng FDI và đầu tư cơ sở hạ tầng tích cực trong nước sẽ thúc đẩy nền kinh tế. Theo chuyên gia này, tỷ lệ giải ngân FDI trong tháng 5 tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, lên 8,3 tỷ đô la Mỹ, là một dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế. Lĩnh vực bất động sản công nghiệp sẽ chứng kiến nhu cầu ổn định được hỗ trợ bởi dòng vốn FDI và phát triển cơ sở hạ tầng. Điều này sẽ khuyến khích các nhà phát triển mở rộng danh mục đầu tư của họ. Chẳng hạn như V-Ship đang xây dựng một khu công nghiệp rộng 600 hectare tại Lạng Sơn, như Co NP Industro giới thiệu gần 100.000 m2 nhà máy và nhà kho xe sẵn tại Hà Nam. Ở góc độ khác, ngành du lịch Việt Nam đã phục hồi trong 5 tháng đầu năm 2024 với khoảng 7,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức trước đại dịch là 3,9%. Báo cáo đánh giá sự phục hồi của ngành du lịch là đáng khích lệ, nhưng triển vọng dài hạn của ngành sẽ phụ thuộc vào mô hình du lịch toàn cầu khó lường. Thị trường bất động sản nhà ở vẫn đang tiến triển theo hướng thận trọng. Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động và người mua tiềm năng đang có tâm lý chờ đợi và theo dõi, các chủ đầu tư vẫn tiếp tục tung ra các dự án mới để đánh giá tâm lý thị trường. Đơn cử, Masterize Homes đã giới thiệu dự án nhà ở quy mô 7,2 hectare tại Hải Phòng. Trong khi đó, Ecopark đã ra mắt dự án quy mô 1,3 hectare tại Nghệ An. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Gamuda đã ra mắt dự án The Meadow với 212 căn nhà phố trong quý 2. Cùng lúc đó, Vinhomes đã hợp tác với Nomura của Nhật Bản để đồng phát triển hai phân khu trong dự án Vinhomes Royal Island, cung cấp 821 căn tháp tầng ở nhánh sản phẩm nghỉ dưỡng. VCRA đã ra mắt 264 căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng, hợp tác với thương hiệu Nobu Hospitality danh tiếng. Ở phân khúc bất động sản thương mại cho thuê, giá thuê tăng và không gian hạn chế đang khiến các doanh nghiệp di dời ra khỏi khu vực trung tâm thành phố. Hà Nội dự báo 48% không gian văn phòng mới sẽ nằm ở các khu vực CBD, khu đô thị mới nổi như Hồ Tây vào năm 2025. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh đang chứng kiến sự dịch chuyển về phía Thủ Thiêm với các dự án phát triển mới được chứng nhận xanh. Một số giao dịch M&A lớn bao gồm: Tập đoàn Kim Oanh Việt Nam hợp tác với NTT Urban Development, Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi Co. Ltd. Nhật Bản để phát triển The One World, một khu dân cư rộng 50 hectare tại Bình Dương. Nishi Nippon Railroad Nhật Bản đã mua lại 25% cổ phần trong dự án Paragon Đại Phước rộng 45,5 hectare từ tập đoàn Nam Long Việt Nam với giá khoảng 26 triệu đô la Mỹ. Freeport Technology Corporation đã mua lại một lô đất công nghiệp rộng 18 hectare tại Bà Rịa Vũng Tàu từ Sonadeji, Châu Đức. Bạn còn biết những doanh nghiệp ngoại nào đang phát triển các dự án mới tại Việt Nam? Hãy để lại bình luận bên dưới video này nhé. Dự báo GDP thực tế năm 2024 của châu Á Thái Bình Dương đã được điều chỉnh lên tới 3,9%, được thúc đẩy bởi hiệu suất kinh tế mạnh mẽ của Ấn Độ và sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu. Tuy nhiên, nền kinh tế vững chãi của Mỹ đã đẩy lùi mốc thời gian cắt giảm lãi suất của Fed và các chính sách tiền tệ dự kiến sẽ vẫn không thay đổi trên hầu hết các thị trường lớn. Bối cảnh lãi suất cao hơn có khả năng sẽ kéo dài cho đến cuối năm, ngoại trừ Nhật Bản và Trung Quốc. Các nhà đầu tư vẫn thận trọng làm các quyết định trong quý 2 2024 tại khu vực chậm lại, dẫn đến mức giảm 28,1% so với cùng kỳ năm trước về khối lượng đầu tư sơ bộ. Tổng giá trị đầu tư giảm xuống còn 26,3 tỷ đô la Mỹ. Tính các giao dịch trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ, không bao gồm các địa điểm phát triển và các giao dịch đang chờ thực hiện. Ông Simon Smith, trưởng bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills, cho rằng mặc dù khối lượng đầu tư vẫn đang chững lại, nhưng các dấu hiệu tăng trưởng tích cực hơn trong khu vực. Việc cắt giảm lãi suất đang trong tầm ngắm, dự kiến sẽ góp phần tạo nên một nửa cuối năm lạc quan hơn, ngay cả khi cuộc bầu cử ở Mỹ và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra có thể làm chậm quá trình phục hồi. Trong khu vực, phân khúc bất động sản thương mại bao gồm văn phòng bán lẻ và công nghiệp hậu cần tiếp tục dẫn dắt khối lượng đầu tư trong quý 2, chiếm hơn 75%. Tuy nhiên, tỷ lệ đầu tư vào khách sạn đã tăng gấp đôi trong quý 2, cho thấy sự chuyển dịch liên tục sang các tài sản thay thế có thể mang lại lợi suất đầu tư tiềm năng. Trong tương lai, báo cáo dự báo sẽ có đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm do áp lực lạm phát giảm và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Đồng thời, thị trường bất động sản khu vực dự kiến sẽ phục hồi dần trong các quý tới. Tuy nhiên, cuộc bầu cử tại Mỹ và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của khu vực.
Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Tính đến ngày 20 tháng 6, bất động sản đứng vị trí thứ hai trong các ngành thu hút FDI đăng ký mới với tổng giá trị đạt 1,89 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Thị trường Việt Nam là thị trường đang sống trên 100 triệu giao với cái cơ sở hạ tầng từng bước cải thiện, và đặc biệt chính phủ Việt Nam rất là cởi mở trong cái việc thu hút đầu tư, không phải chỉ lĩnh vực bất động sản không mà các ngành sản xuất kinh doanh dịch vụ, tăng trưởng của kinh tế GDP trong 10 năm trở lại đây, ngoài trừ thời gian Covid ra tốc độ trên 6%, thì đây là một cái nhà đầu tư nhìn lại bức tranh nó tổng thể hơn và dài hơi hơn. Giới chuyên gia dự báo làn sóng FDI mạnh mẽ sẽ tiếp tục đổ dồn vào thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn 2024 đến 2026, đặc biệt khi luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 2024. Môi trường pháp lý minh bạch, an toàn hơn sẽ càng thu hút mạnh mẽ dòng vốn từ các tập đoàn nước ngoài. 6 tháng đầu năm thì chủ lãi là nhân viên lĩnh vực M&A bất động sản ở thị trường Việt Nam, thì là bản thân Sao Bồ có rất nhiều quan tâm về đầu tư, và bản thân Sao Bồ đóng định có thương vụ xem là lớn nhất của Sao Bồ từ xưa đến nay. Đây là thể hiện cái mức độ quan tâm của các nhà đầu tư và các quỹ đầu tư của nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Và bên cạnh đó thì bản thân Sao Bồ cũng làm việc với các nhà đầu tư có cái nhiều dự án nữa, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ trong khu vực châu Á là như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Ngoài ra, một số ý kiến kỳ vọng việc thay đổi chính sách sẽ tác động tích cực giúp thị trường có được sự minh bạch cao hơn, bước vào chu kỳ phát triển mới bền vững hơn. Trong đó, các nhà đầu tư phải hiểu rõ nghĩa vụ của mình trong việc phát triển dự án, như về mục đích sử dụng đất, những yêu cầu đặt ra khi đấu giá đất, thỏa thuận quyền sử dụng đất. Điều này giúp hạn chế rủi ro và đảm bảo lợi nhuận. Thay vì phát triển ồ ạt, luật mới với các quy định chặt chẽ hơn sẽ khiến dự án đi vào chất lượng hơn. Theo ông David Jackson, tổng giám đốc Evison Young Việt Nam, mọi kỳ vọng đang hướng về ngày 1 tháng 8 2024. Khi các luật bất động sản sửa đổi bắt đầu có hiệu lực, đây có thể xem là bước tiến mới của hệ thống pháp luật Việt Nam trong một thập kỷ trở lại đây, mở ra chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản. Hoạt động đầu tư bất động sản thông qua các thương vụ hợp tác M&A kỳ vọng khởi sắc hơn từ cuối năm 2024 trở đi. Theo quan sát của đơn vị nghiên cứu này, thị trường đã có nhiều chuyển biến tốt, nguồn cung nhà ở mới tăng trưởng trở lại với nhiều nỗ lực kích cầu, bất động sản văn phòng và công nghiệp tiếp tục là điểm sáng nhờ các nền tảng vững chắc và nhu cầu thuê cao. Tuy nhiên, dù Quốc hội đã thông qua 3 luật liên quan bất động sản có hiệu lực sớm, nhưng vẫn cần phải có thời gian chờ các văn bản hướng dẫn dưới luật để luật đi vào thực tế. Vì vậy, không ít nhà đầu tư sẽ thận trọng quan sát xem diễn biến thị trường trong thời gian tiếp theo. Đối với doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, thì với thay đổi luật đất đai thì nó là một cái điểm mà nhà đầu tư nước ngoài họ cũng nhìn thấy tích cực. Tuy nhiên rằng là đối với nhà đầu tư nước ngoài thì họ cực kỳ quan sát xem cái giai đoạn tiếp theo là gì. Trong khi chờ các luật có hiệu lực, dòng đầu tư của khối ngoại vẫn tập trung vào tìm kiếm quỹ đất sạch có chất lượng tốt, giá trị thật cũng như pháp lý hoàn chỉnh, nhiều tiềm năng phát triển. Phân khúc nhà ở vẫn là lựa chọn hấp dẫn nhờ tỷ suất sinh lời hấp dẫn. Thị trường có thêm nhiều tay chơi mới tham gia cuộc chơi như Lotte Group, Sumitomo, Hồng Kông Land bên cạnh những cái tên truyền thống như Capoland, Capitoland. Không chỉ khối ngoại, các doanh nghiệp trong nước cũng đang nhập cuộc đường đua chốt tiền gom đất để phát triển dự án. Do vậy, mặc dù còn có nhiều thử thách, nhưng những hoạt động tích cực về M&A đang thể hiện niềm tin dần hồi phục của doanh nghiệp nội và ngoại. Dự báo cho một chu kỳ mới của thị trường bất động sản sau khi có các bộ luật mới đi vào hiệu lực. Còn bạn nghĩ sao về triển vọng thị trường bất động sản trong thời gian tới khi chỉ còn nửa tháng nữa là luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận. Đừng quên like và subscribe kênh để cập nhật liên tục những thông tin mới nhất, nóng nhất liên quan đến thị trường bất động sản.